Monkey thì sao? Ôi da, tránh ra, chạy ra cho mình đi. Đục đục. Tránh đường ra bạn, bạn kia. Mình sẽ giới thiệu tên cho các bạn. Đây là bạn nhện. Đây là bạn chó. Còn đây là bạn hổ. Đây nữa. Đây là bạn trâu. Trâu rừng. Còn đây là bạn chuột. Đây là bạn khác là mèo. Bạn ngựa. Đây bạn dê. Cần tiếp theo nha. Mình sẽ giới thiệu ở trong. Đây là bạn rắn. Bạn khỉ. Còn đây là bạn rồng. Còn đây là bạn chuột. Bạn gà trống. Mình sẽ chơi những con vật về nhà nhé các bạn. Đây, mình sẽ đưa bạn chó về nhà trước. Bạn chó kêu là go 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 go. Mình sẽ đưa bạn lợn về nhà. Đây là trâu về nhà. Rắn. Rồng. Rồng đúng không các bạn? Mình chưa giới thiệu tên bạn này. Đây là bạn rồng. Mình cũng nuôi một bạn rồng như này. Nhưng mà bạn ấy tên là Mane hay sao ấy. Nhưng bây giờ bạn này sẽ đã kêu sờ sờ. Có một chuột. Đây này. Chuột về nhà thôi. Bạn rắn rồi đúng không? Bạn sư tử. Không, bạn hổ. Like tiger. Bạn ơi, bạn này sẽ khó đấy các bạn ạ. Bây giờ tiếp theo bạn gái nha các bạn. Quên nữa, không phải đẩy bạn này ra. Đưa bạn gái về. Ui da. Thôi, không phải đưa bạn nào đây. Đi ra thì bạn này đi vào. Ngựa đi vào nhà. Còn bạn Monkey thì sao? Ôi da, tránh ra, chạy ra cho mình đi. Đục đục. Tránh đường ra bạn, bạn kia.
Đây là bạch thác. Là các bạn thấy hành động của mèo chưa? Bạn mèo rất thích liếm tay đấy. Và bây giờ mới xem còn bạn nào thừa không. Các bạn ơi, sẽ hết tàn thừa rồi đó. Các bạn ơi, vậy thì mình đã đưa hết các bạn vật về nhà rồi đấy các bạn ạ. À, bây giờ các bạn đã cùng mua bộ này về và chơi với mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.